Hôm nay sẽ là một video đặc cờ mờ đặc biệt. Vì thay vì review một con thì hôm nay tôi hẳn review hẳn hai con cá. Đấy. Con cá này là cá nhựa Calam. Đấy. Calam Kohaku. Thì nói thẳng luôn với các người anh em là raffle toàn xịt, thế nên mua cá nhựa thôi. Nhưng mà cá nhựa pha ke thôi, clone thôi. Có sao mình nói vậy, mình có ngại bố con đứa nào đâu. Ok, nói chung là anh em mà có tiền thì anh em có chơi hàng real, nói thật với các người em nó như vậy. Còn đây, này mình mượn một cái con cá khác để xin anh em thảo nhận đồ của người ta. Mà thật ra con này cũng là cá lam thôi. Nhưng mà kệ, đồ người ta mình vẫn phải giữ chứ, giữ cẩn thận, chỉn chu, trau chuốt các thứ. Đấy, ok chưa? Ôi tính ra là, cái tạ này của mình thì LED RGB nó xuyên, còn tạ này màu đỏ, chỗ này là có màu đỏ luôn này. Này vẫn kính tương tự như nhau, ok. Ok, đó, thì đây, dành cho anh em nào thấy sự khác biệt của cá nhựa với cả cá nhôm ấy. Thì một cái là nhôm, một cái là nhựa, thế thôi, hết rồi. Đó, xong, video đã xong. Tuyệt vời. Thì, nói sao nhỉ? Video này thì mình sẽ muốn nói về cái hoàn thiện, cũng như là cái trải nghiệm mà cái con cá này mang lại. Cái con cá này thì cũng nói thẳng luôn với các người anh em là cá Calam. Và cũng như nhiều anh em chia sẻ và so sánh compare một một với cả cá Riu ấy, thì nó chả khác nhau cái mẹ gì. Đấy. Thậm chí đến mức độ mà một vài những cái lỗi vớ va vẩn của cá Riu ấy, thì cá Calam cũng dính hết. Nên là thôi thì có sao nói vậy anh em nhé, mong anh em thông cảm. Con này thì cái thiết kế của nó thiết kế dấu ốc, và ốc nó sẽ ở phía bên trong. Layout 65%. Và cái bản này thì cả mình cũng như là bạn chủ con phím này, Minh Nhật Nguyễn đó, bộ sưu tập cũng đỉnh đấy, toàn mẹ con quái vật thôi. Ông này cũng có cả gen hôm trước, gen ME nhỉ. Hình như sắp mua thêm cả mấy con raffle đặc biệt nữa. Mẹ dân chơi vãi. Mình bây giờ ít chơi phím, không chơi phím nhiều, nhưng mà phải nhìn bộ sưu tập của ông cha này vẫn thèm. Ok, thì con này cha này gắn con cũng tới bên vãi. Đấy. Con này là tự nhiên quên bố mất tên rồi. Thưa xin phép anh em để tên lên sau, nhưng mà con này nó cũng gần giống với cả con Yang với cả con FPB F3 ấy. To mồm thì vãi cả đạn luôn. To mồm lắm, tự nhiên mình quên mất tên, sorry anh em. Gắn vào đây là GMK Samurai. Đấy, anh em nhìn phát biết ngay rồi. Còn với mình thì mình chơi theo kiểu khác. Cá nhựa của mình thì mình chơi một con tiếng nó nhẹ nhàng hơn tí xíu. Đấy là con Vintage Black Cherry Pie. Tức là gì? Nó sẽ bao gồm cái top và bot housing của Vintage Black. Nhưng thay vì dùng stem của Vintage Black thì mình dùng stem của Cream V2 double hình như là 1 triệu lần. Sau đó thì lúc phim thay lò xo các thứ. Thì nói chung là cái này mình cũng gửi thợ làm thôi. Mấy một con Switch thì tính ra đắt tiền vãi. Vintage Black đã đắt rồi, thêm cái stem của Cream nữa. Tính ra một con này hình như mình làm hết 30 mấy nghìn hay 40 mấy nghìn nữa. Tự nhiên đắt quá quên mẹ mất rồi. Nhưng mà thôi anh em, lỡ rồi thì chơi tới bến luôn. Đấy, cũng chả có gì cả. Thì gắn vào đây là cái set là GMK Crimson Red hay là Red Cadet gì đó. Sorry anh em, quên bố mất tên giờ. Nhiều quá nhớ không nổi luôn. Sorry anh em như vậy. Ok, thì nói chung là tông màu đỏ. Màu đỏ đi với cả KPC cũng đẹp. Thực ra đỏ với mình là tôi đẹp rồi, đi vào đâu cũng được. Ok, thì rồi, đây chúng ta sẽ nói về từng cái một nhá. Nói về cảm giác gõ trước đi. Thì hiện tại cái con này là mình đang gõ hàng ngày trên văn phòng. Và mình gõ với nó rất là nhiều. Thì lý do vì sao mình thích gõ con cá này, điều đầu tiên ấy, layout 65% này nó phù hợp. Thật ra nhìn từ trên xuống như thế này thì nó rất giống với những con 65 khác mình đang gõ thôi. Chả khác nhau mẹ gì cả, thật sự luôn anh em. 65% block chỗ này, space 7U, anh em, tôi nói thật với các anh em nhìn từ trên xuống này, đây bảo không phải con cá thì anh em cũng tin. Nó khác mẹ gì những con cá, nó khác mẹ gì những con 65% dùng cái layout space 7U này đâu. Khác không? Chả khác mẹ gì, thậm chí những cái bo góc chỗ này là cũng giống nhau. Đấy. Nói thẳng luôn ra với anh em nhìn phía bên trên xuống chán vờ lờ ra. Thế nên nếu nói rõ ràng về việc mình gõ con này bởi vì là nó đẹp không thì đéo phải đâu. Bởi vì nó gõ có những cái trải nghiệm nó vừa đủ đối với mình. Vừa đủ đối với sao? Thứ nhất, cái tiếng con này nó nhẹ nhàng. Đi với một cái con Switch mà anh em cũng nói về cái việc đấy là tiếng nó không ở mức độ là nó quá to, nhưng nó cũng không đến mức độ nó bé giống như kiểu Vintage Black. Con này nếu như hàn Vintage Black vào đây nhá, thì có nhiều anh em cũng chia sẻ là với cái plate nhôm mà đi với Vintage Black là tiếng nó sẽ đúng nghĩa theo kiểu là nó bị tịt tẹt hẳn xuống. Nó không phải tiếng, không phải gọi là tịt, nó gọi là sao nhỉ? Tức là tiếng ở cái mức high pitch, tức là cái kiểu âm của nó sẽ là âm cao, nhưng cái volume của nó thì sẽ rất là nhỏ. Còn cái con này khi với cái Vintage Black gọi là cái gì, Black Cherry Pie này, thì cái tiếng của nó sẽ ở mức gọi là âm của nó sẽ ở mức volume nó to hơn một tí, bởi vì cái stem cream này nó tạo ra cái âm kiểu như vậy. Và đi kèm với một cái build với mình là plate nhôm và
cái case này là PC, thì tổng quan cái tiếng của nó, cá nhân mình giá là tiếng nó vừa phải để mình có thể gõ một cách thoải mái. Tức là những cái nút mình gõ xuống vẫn có một cái phản hồi ở đầu ngón tay tốt. Cái độ mượt của nó thì đương nhiên là VBCP thì không thể nào nó mượt được giống như những con Switch bây giờ được. Nhưng mà nó có cái phản hồi đầu ngón tay tốt và cái tiếng của nó là vừa phải. Bên cạnh đó là cái space. Mình gõ nhiều quá bây giờ nó hơi lọc sọc xíu rồi. Nhưng mà tổng quan là cái tiếng space này nó gõ vẫn khiến cho mình cảm giác nó rất là thoải mái khi mà mình gõ với con phím này. Tức là nói thẳng luôn ra với anh em là cái con phím này này đi với cái build này của mình nhá. Và bình thường mình dùng cái pad da nó sẽ không mềm như cái pad FPB này đâu. Thì cái pad này nó khiến cho cái con phím này nó hơi bị nhún quá, nhưng mà bình thường mình gõ thì cái độ chắc chắn của nó là ổn. Nó không bị quá lún, không bị quá rung gì đâu anh em. Đây anh em nhìn này, ấn rất mạnh vào thì nó mới rung rung một góc chút xíu đấy thôi. Tại vì cái này nó sử dụng cái gasket là gasket Poron kiểu cũ ngày xưa ấy. Nên là cơ bản thì đúng là nó sao nhỉ? Qua đi qua lại các kiểu những cái thứ gì mới, nhưng cuối cùng những cái classic gì vẫn là một cái yếu tố gì đấy nó cơ bản. Và đến bây giờ là cái con này mình vẫn đang gõ hàng ngày với nó và rất là ưng. Cho dù nha, nói thẳng với anh em, đây không phải là con phím đắt tiền nhất và cái build của nó là tốn tiền nhất mà mình đã từng build. Nên mình có những con build tốn hơn con này rất là nhiều, nhưng mà mình vẫn khá thích gõ cái con này. Ok, nên là đấy, nói thẳng luôn với anh em là lý do mình sử dụng cái con này là bởi vì cái trải nghiệm gõ mà nó mang lại là nó ok đối với tay của mình. Và đương nhiên là con này của mình thì là mình build thì mình gõ thôi, chứ nếu như so sánh về cái build ấy, thì thật ra mình đã không thích cái build của bạn Minh Nhật Nguyễn với con cá nhôm này đâu. Bởi sao? Cái con cá nhôm này thì thứ nhất nó nặng hơn hẳn so sánh với con cá nhựa. Ok, 65% thôi nhưng mà nó nặng hơn hẳn. Tiếp theo là bạn ấy gắn vào đây một con Switch, nó nói thẳng luôn với anh em là tiếng nó to quá. Nên là ngay từ cái đoạn sound test anh em có thể thấy là tiếng nó rất là nhức đầu. Và đây gõ một cái, tức là gõ một nút nào xuống một cái là tiếng nó cũng to cái đấy, thì thôi sao để nghe mà với cái cỡ tốc độ gõ của mình khoảng tầm độ gần 100 VKPM thì nghe cứ như tiếng mưa rào luôn, nhức hết đầu luôn. Thật sự luôn, nhức hết đầu luôn. Anh em nghe sau test thì có khoảng mấy chục giây nghe vui vui tai thế thôi. Chứ không phải ví dụ như mà để mấy thằng nhân viên của mình mà nó nghe mình gõ liên tục cỡ khoảng tầm 10 phút là chắc chúng nó chửi thề trong đầu luôn. Mà sao dám chửi ra ngoài? Mình là sếp mà. Nhưng mà thôi, phải nghĩ lên anh em một tí xíu. Nên là tổng quan cái build này đối với mình thì mình không thực sự là thích cho lắm đâu. Tôi cũng như là xin phép anh em là bây giờ mình sẽ tháo cái con này của mình ra. Đồ đi mượn thì chẳng qua là trải nghiệm thôi. Còn đồ để tháo ra show review thì xin phép anh em là mình vẫn tháo đồ của mình cho nó chắc cú. Đấy, và khi tháo con này ra thì nói thẳng với anh em là cũng sẽ có một vài vấn đề nhỏ nhỏ. Đấy. Rồi. Tháo thì con này chỉ có 4 con ốc thôi. 4 con ốc giấu ở vị trí, nó thẳng luôn với các người anh em mà nhìn nó cũng hơi hãm một tí đấy. A few moments later. Tháo chỉ có mỗi 4 ốc ra thôi, để chúng ta nhấc được cái phần top lên. Ok. Vào đây. Ok, top lên xong. Đây là phần main của chúng ta. Đó, không có một cái gì cả. Được chưa? Đó. Bên trong này cũng ghi xịn gà, KBD các thứ. Nói chung xịn đét. Anh em thấy không? Nói chung là vấn đề mà theo như mình được biết ạ, thì cái bên trong này nó giống hệt con Real đi, nó thẳng thế cho nhanh. Rồi, nói về cái phần mạch miếc các thứ một chút xíu đi. 1.6mm cơ bản tiêu chuẩn. Đấy, mạch hàn kia các thứ. Nói chung là mấy cái này mình tự build thôi. Còn cái con Stab này thì mình Stab Cherry của bác Dương Hoàng Giang. Bác ấy cũng đã làm sẵn, thì nói thật với các người nghe là bây giờ toàn mua Stab ông này về làm cho nhanh. Tuy nhiên thì không hiểu lý do vì sao mình lắp nó bị lệch như nào. Mình thấy hơi bị cong. Có thể là do mình lắp nó bị sai hay là mình lắp chân switch các thứ vào nó như thế nào gì đó. Tôi xin phép anh em là cái đấy cũng lười. Nó cũng chả ảnh hưởng gì đến cái trải nghiệm gõ của mình. Rồi mình cũng kệ bố nó luôn. Mà bên trên thẳng bên dưới cong. Tôi kệ bố đi. Nói chung là do mình ắt xem cũng lười anh em ạ. Rồi, thì yếu tố tiếp theo này, con này là plate nhôm và không có phô phủng các thứ gì các bạn nhé. Rồi, thì con này cũng có một cái yếu tố này anh em nhìn thấy này. Cái gasket ở đây là gasket Poron. Và cái kiểu ngày xưa như này thì bây giờ có thể là mấy anh em mà chơi những con phím đời mới bây giờ thì sẽ không thấy cái thiết kế này đâu. Chứ ngày xưa thì thiết kế này cũng rất là quen thuộc. Đó, cái gá đỡ của cái phần plate ấy, nó khá là bé chỗ này này. Nên là tổng quan nhá, là cái này vẫn sẽ có cái độ nhún, rung rung nhất định này, anh em thấy không? Đó, và ở cái khoang của space này nó khoét hết ra. Không có một cái điểm gì nó che chắn được cái space. Nên cái vị trí chỗ này này, anh em nhìn thấy này, rất dễ là bị rung. Được chưa? Vậy nên là nói thẳng luôn ra là với cái việc
chúng ta build cái con này vị trí của cái space ấy, nếu như anh em làm sao được cố định được cái vị trí chỗ này này và vào cái phần này, cho cái phần này, cho cái phần plate chỗ này nó cố định được này, thì cái phần âm của space mình nghĩ sẽ còn ngon hơn nữa. Nhưng mà đây là một cái vấn đề nhỏ trong vấn đề thiết kế, thì CV anh em cũng không muốn nhắc đến nhiều. Thậm chí là cái thời điểm lúc mà nhận về cái plate này này, cái gá chỗ này nó còn bị cong cơ, mình phải bẻ lại cái chân này một tí đó. Và cũng nhắc tiếp đến về cái vấn đề là ớt xem mấy cái con cá này, thì ớt xem nó mệt vãi quạc ra, thật sự mệt vãi quạc ra. Đây, đây là vấn đề của cái top PC anh em nhé, nhìn này, nó quá mỏng, bóp bóp này. Và theo như mình tìm hiểu thì mẹ con cá xịn cái vấn đề này hệt luôn. Tức là mẹ bỏ ra mấy chục triệu cho con cá này thì cũng căng đấy. Căng phết đấy. Nè, căng. Rồi được cái là khi mà lắp vào thì nó khít luôn. Thế nên là đây là phiên bản nhựa không sao, chứ phiên bản nhôm thì kiểu gì cũng sẽ để lại vết. Phiên bản nhôm á thì nó không bị thế này. Đấy. Nhưng phiên bản nhôm á thì anh em ớt xem lại còn càng phải cực kỳ cẩn thận hơn. Nên rõ ràng đấy là một cái yếu tố mà các bạn cần phải lưu ý. Rồi, tiếp theo chưa hết đâu. Chê tiếp theo cái nữa này. Khi chúng ta đặt cái này vào trong lòng và các bạn cố định nó lại, thì bởi vì đây, chúng ta có thể xê dịch các kiểu như này. Thế nên á, ớt xem con này đúng thật sự là chỉ có khách sướng thôi, chứ thợ khổ chết mẹ ra. Đấy là nhiều anh em thợ nói thế, chứ mình làm mỗi con của mình thôi, mình méo quan tâm. Thì lắp con này xuống, được chưa? Chúng ta phải căn chỉnh vị trí của cái lòng này làm sao cho nó thật là chuẩn, được chưa? Rồi ép nó xuống, vắt ốc vào, nó xong. Thêm nữa, con này anh em nhìn thấy này, cái phần lỗ ốc của chúng ta không có một cái ren đồng nào cả. Điều này đồng nghĩa là tất cả những con ốc này của chúng ta sẽ được bắt hoàn toàn vào cái phần nhựa ở phía bên bottom cây. Điều này nghĩa là gì? Anh em quá tay phát thôi là tự nhiên ăn cớt ngay. Đương nhiên là đây bản PC nó mới khổ thế thôi, chứ bản nhôm chắc nó không đến nỗi. Nhưng mà con này thì nhiều anh em vẫn thích chơi bản PC hơn giống mình. A few minutes later. Thậm chí nha, vắt ốc xong và nó chặt rồi nha, anh em vẫn có thể xây dịch được cái này. Thế nên nói thẳng luôn với các người anh em á, là chơi con phím này, tôi nói thật với các người anh em chứ, con này bảo ok thì mua tự nhiên mấy triệu quên bố rồi thì chơi được. Trơn bảo tôi bỏ ra mấy chục triệu cho con này, dẹp mẹ đi, đéo có cái mùa xuân đấy đâu. Anh em nào mà có tiền để mua chơi kiểu chơi sưu tầm á thì cứ chơi cứ mua. Còn tôi á, đối với tôi phím là gõ phải ok. Sưu tầm nhưng mà gõ phải ok trước đã thì nó mới sưu tầm, chứ gõ mà không lên hồn thì thôi, dẹp anh em nhá. Đó, sắp xếp xong rồi đúng không, chúng ta căn chỉnh lại một tí xíu. Đấy. Rồi đẹp rồi, ngon lành rồi đấy. Tóm lại thì cái điểm mà mình thích trên con Kohaku này thì đấy là cái đít nó đẹp, cái logo con cá này nó cũng ưng đấy, đẹp đấy. Đấy, làm cái quả thiết kế mặt kính chỗ này này thực sự là phải nói là cái gọi là cái gì nhỉ, mindset của bạn design làm ra cái mặt đít này thực sự rất là tuyệt vời. Bởi vì cái bên dưới họa tiết nó đẹp, chúng ta lại có một cái lớp kính phủ bên trên, nên là kính xịn nha, thì chúng ta vừa đảm bảo độ bóng, độ đẹp mà vệ sinh các thứ nó cũng rất là dễ, chứ không phải là kiểu phủ PVD các thứ này nọ đến lúc các bạn phải giữ rất là mệt. Cái này thì chúng ta cứ dùng bình thường đấy, nếu như dính quá nhiều dấu vân tay các thứ thì lau đi là sạch, tại vì nó là kính thì chống xước phải nói cực kỳ là tốt. Cũng như là cái vấn đề gọi là hoàn thiện và cái độ fit của những cái chi tiết này lại với nhau thì thực sự rất là ok. Đây là bản clone và nó clone theo đúng như cái nguyên tắc, và tất cả những yếu tố liên quan đến cái vị trí thiết kế kiểu thì thực sự rất là ưng, hay là ngay cả cái thiết kế của cái buồng âm phía bên trong á thì nó cũng mang lại cái trải nghiệm về giá trị gõ cũng như cái âm thanh, cá nhân mình đánh giá là thực sự rất hợp gu của mình, đặc biệt khi kết hợp với cả con VBCP như thế này. Vậy thì các bạn nghĩ sao, comment phía bên dưới nhá. Nhưng mà đây là phiên bản PC, còn đây là phiên bản nhôm thì chúng ta có nhiều màu, màu này thì thực sự là màu nào cũng đẹp cả, có màu xanh lá cây tính ra cưng vãi, màu đấy đẹp xuất sắc luôn, nhưng mỗi tội là mình thích màu đỏ hơn nên là mình chọn PC và gắn cây cáp màu đỏ. Đùa chứ dạo này phím mình mua mới toàn PC thôi anh em, đúng nghĩa là nhựa đấy, nhựa là nhựa. Ok anh em nghĩ sao về NK5 Kohaku này, để lại ý kiến comment phía bên dưới nhá. Ok, bye bye anh em.